có chú chó rất là dễ thương nha. Đi làm được chủ rất là cưng luôn. Đây là đi theo xe đây, coi bả nè, bả ngồi coi nè. Nhìn cưng ghê không? Đây là đó, bả ngồi rất là điệu nghệ nha. Giờ gác mông lên yên nè, rồi gác tay lên nè. Nhìn cưng quá trời luôn. Phải nói luôn là cái phong trào nuôi thú cưng nha ở Sài Gòn mình rất là phát triển luôn. Đến đâu thấy lạ quá, ảnh bên chủ ông sợ là lại tới chủ ảnh rồi, ảnh gừ. Đi đâu cũng có thú cưng hết. Bây giờ là thú cưng giống như một cái thành viên trong gia đình vậy, cho nên là cả nhà mình thấy nhan nhãn luôn nha. Rồi không có làm gì hết, không sao. Xin mến chào đại gia đình, mình đã trở lại với kênh Ri Sài Gòn. Thì hiện tại thì Ri đang có mặt cái khu chợ Hòa Bình đây, một cái khu chợ rất là nổi tiếng tại khu vực quận 5 này. Thì hôm nay cũng là ngày 11 tháng 7 năm 2023 rồi, cũng qua giữa năm rồi. Thì không biết là bây giờ thì cũng là 5 giờ chiều rồi, 17 giờ rồi. Thì tình hình khu chợ ở đây thì như thế nào để Ri sẽ cập nhật quanh một vòng nha, để cho gia đình chúng ta nắm được cái tình hình ở đây cũng như là tham khảo giải trí nha. Đây là xung quanh của trước mặt chợ đây. Thì bây giờ Ri sẽ đi vào trong nha. Buổi chiều này thì không biết là ở trong này thì còn sum tụ không nha. Ở đây thì phía trước này thì Ri thấy là có nhiều đây, bán kẹp đồ bông đồ, kẹp bông đồ rất là nhiều đây. Vào trong thì buổi chiều thì thấy cũng bà con cũng chuẩn bị dọn hàng trong đây rồi, thì ra ngoài đã bán nhiều. Thì đây Ri cũng thấy là nhập hàng vô rất là nhiều đây. Cái này mình là vải ha, đây là vải cây ha. Thì giờ này thì cũng nhập hàng vô. Ở đây thì xung quanh đây thì Ri thấy bán thời trang trong chợ này rất là nhiều đây. Đây thì chủ yếu là các chị nữ vào đây ha, sẽ mua những cái bông kẹp đồ, rất là nhiều luôn. Lúc này bán đắt không con? Dạ bán được. Bán được hả con? Dạ. Cái này là mình bán chủ yếu là buổi nào là nhiều hả con? Buổi sáng nhiều. Dạ. Buổi sáng đã đi chợ nhiều. Thì đây thì khoảng mấy giờ thì mình sẽ dọn trong chợ này ha? Như là 7 giờ mấy. À 7 mấy 8 giờ. 7 mấy 8 giờ mình sẽ dọn sạp ở trong này. Thì đây thì bán từ sáng sớm luôn cho đến khoảng 8 giờ tối. Ở đây thì vào trong thì chủ yếu là hàng rau, cá, thịt, đồ ở phía trong này thì buổi chiều thì dọn hết rồi cả nhà mình. Ở đây thì ra ngoài hết rồi. Bây giờ thì chủ yếu là người ta đi làm về thì người ta đi quanh ở khu phía ngoài chợ người ta mua thôi. Thì Ri sẽ mời đại gia đình chúng ta sẽ ra phía bên ngoài ha. Đây thì thấy cái sạp hàng của chị được quá trời luôn nè. Thì chủ yếu là dao kéo inox rồi chén dĩa tô đây. Thì chị bán từ sáng sớm luôn nha. Bán từ sáng thì tới khoảng tối thì mấy giờ chị mới dọn vậy? Em không có dọn, em để đây, em để đây chùm lại. Để đây chùm lại luôn. Nhưng mà bán tới mấy giờ mình nghỉ chị? Em bán suốt luôn vậy đó, nhưng mà 18 giờ là em đóng em về. 8 giờ là mình chùm lại mình ngưng nữa không? Dạ. Quá trời đồ luôn. Đồ đây là bán theo món hay là đồng giá chị? Bán món. Dạ. Rồi rất là nhiều luôn cả nhà mình. Thấy là bán cặp luôn nè. Còn có cặp phục sinh nữa nè. Gần tụ trường rồi thì gần như là đây chị bán đủ hết luôn. Tất cả đồ gia dụng ở đây nè. Mình thấy rất là nhiều luôn. Đây. Thì một xe bánh này là bán đây mấy mươi năm luôn hả chú? 30 năm. 30 năm. Rồi, ở đây là mình bán những món gì hả chú? Xôi mặn, bánh bao. Xôi mặn với bánh bao. Một cái bánh bao vậy là giá bao nhiêu hả chú? Một cái này là 25 ngàn. 25 ngàn một cái bánh bao. Còn xôi thì 20 ngàn. 20 ngàn một phần. Ngồi một gói ăn, khỏi lấy tiền. Thôi, không. Thử đi, chút ăn. Dạ, không em đi, chút lên em quay lại. Không, chút nó quay lại, dạ không. Đây, ngay gốc chợ Hòa Bình luôn nha. Chú này bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả anh? 4 giờ. 4 giờ, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối nha, ngay góc chợ luôn. Đây là bánh bao đây, xôi đây, nhìn cũng rất là hấp dẫn nha. Có đặc biệt cái là tấp mỡ nữa đây, rất là nhiều luôn. Dạ, đây là tiệm vàng Kim Dung nha. Ngay chỗ bên hông
chợ Hòa Bình đây. Thì ở đây gia đình chúng ta thấy là khách đến ủng hộ rất là đông đây. Mặc dù bây giờ là cũng hơn 5 giờ chiều rồi nha. Khu vực này thì bán nữ trang rất là nhiều luôn đây nè. Đây, gia đình chúng ta thấy là rất là nhiều nữ trang đây luôn. Đây, buổi chiều thì chợ thì chợ chiều đây, nhưng mà tiệm vàng thì cũng luôn luôn đây. Vàng mà tính bịch tính ký không à, nhìn chóng luôn. đây buổi chiều đây, ngay góc phía sau chợ đây thì có rất là nhiều rau củ quả đây. Đây buổi chiều đây, thấy thì khách đã cũng đến cửa đâu. Buổi chiều thì giờ này khoảng 5 giờ rưỡi mới đi làm về, thì mới 5 giờ thì chưa, đợi xíu nữa khoảng nửa tiếng nữa mới đông khách được. Đây, đồ thì cũng rất là tươi ha. Đây là khu vực bán nữ trang phía sau chợ ha. Rất là đông khách vào giao dịch luôn. Ở đây, cả nhà mình thấy thì vàng là một cái trang sức rất là giá trị, nhưng mà đồng thời cũng là một tài sản nữa. Mua năm trước là sang năm sau đã tăng giá rồi nha. Giống như là bất động sản vậy ạ. Lúc 10 năm trước thì vàng một chỉ có mấy trăm ngàn thôi, và bây giờ là một chỉ gần 7 triệu rồi. Cho nên là người Việt Nam chúng ta cũng rất là chuộng mua vàng là đây. Và ngay góc này thì ngay chợ Hòa Bình đây. Thì mặt sau của chợ Hòa Bình sẽ thông với đại lộ Võ Văn Kiệt nha. Thì buổi chiều thì cũng có rất là nhiều xe bán dạo ở đây. Cả nhà mình thấy là rau củ quả ở đây, khu vực này bán rất là nhiều luôn, cực kỳ nhộn nhịp. Khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì khách người ta sẽ đông hơn. Lý do là giờ đó thì nhân viên văn phòng nè, các anh chị mà làm công sở đó, thì giờ đó mới tan giờ làm khoảng 5 giờ 5 rưỡi, thì di chuyển qua chợ nữa thì cũng tầm là 6 giờ. Thì giờ đó sẽ nhộn nhịp hơn. Đi giờ này thì cũng hơi sớm một xíu. Đây, cả nhà mình thấy đây là chuối, đây chuối rất là ngon luôn nè, nhìn cực kỳ tươi luôn. Và chị bán thì chị xếp rất là đẹp nha, xếp rất là ngân nắp luôn, tỉ mỉ luôn đây. Đây, đây lâu lắm rồi mới thấy đu đủ đây, nhìn rất là tươi luôn đây. Đây, quá trời luôn. Thì ở đây thì có một cái sạp và dép bên hông chợ này. Thì vào buổi chiều hoặc là buổi tối nha, thì các chị em phụ nữ thì hay vào đây ghé lựa giày dép cho mình rồi cho con nữa. Thì ở đây thì giá cũng rất là bình dân luôn, cho nên là buổi tối, đặc biệt là buổi tối thì các chị hay chở bạn bè nè, rồi chở con của mình đến đây. Thì ở đây thì đi thấy khu vực này cũng bán những rau quê nè, rau bánh đất nè, rồi bông bí, ngó sen đây, bông thiên lý nữa đây. Thì khu vực này thì thấy cô bán rau quê rất là nhiều đây. Đây, ớt này là cũng ớt hái nè. Đây, đồ nấu canh thì có đủ luôn. Cua đây, cua 180k một ký. Cua này chắc dữ luôn. Bao ngon luôn. Bao ngon luôn đúng không? Cái này là cô bán đây là suốt luôn hả, từ mấy giờ đến mấy giờ? Chiều đáng sáng chị ngồi đáng em. Sáng đầu kia. Chiều thì dời lại đây. Dạ. Đây thì buổi chiều gia đình mình thấy bắt đầu rồi đó, chợ bắt đầu là nhộn nhịp rồi. Thấy tan giờ làm ra thì bắt đầu cũng đông người. Lại khu vực này thì cả nhà mình thấy nó đông hơn xíu. Chợ Hòa Bình thì bán rất là nhiều đồ, gần như là nhu yếu phẩm về nông sản nè, về gia dụng như là có đủ hết luôn. Và giá ở đây cũng rất là mềm nữa. Ở đây thì Ri thấy bên đây thì anh trai đang bán tôm đây. Tôm này là chạy oxy luôn nha, tôm tươi đây, cua biển, ốc, có các đặc sản đây nữa là mắm nữa đây. Rất nhiều loại mắm ở đây luôn. Đừng quay tôi nha. Dạ. Đây mắm quá trời nhiều mắm luôn. Ba khía muối luôn. Rất là nhiều khu vực ở đây. Đây thì cá sặc rằn mà thấy còn sống luôn cả nhà mình. Đây, cá sặc rằn còn sống luôn nha, đang bơi luôn.
vực này thì thấy rất là đông nha, thấy rất là đông luôn. Thì hàng đây thì heo nóng đây. Chị mắc cỡ, chị mắc cỡ. Heo nóng đây, rau đây rất là nhiều. Đây thì hải sản đây, chị mắc cỡ không có quay chị. Không có quay đâu yên tâm. Đây là hải sản đây, gia đình chúng ta thấy là rất là nhiều loại luôn nè, bạch tuộc đây, cá rất nhiều luôn. Thì đây còn có gà ta thả vườn đây, rất là nhiều luôn nha. Ở đây thì vào trong ha, thì cả nhà mình thấy là khu vực này thì nhộn nhịp hơn đây. Con cá lóc bông quá bự luôn. Con cá này cầu khoảng 3 kg đó nha. Quá trời con cá lóc bông đây. Rất là bự luôn. Đây thì vào đây ha. Thì vào khu vực này thì sẽ bán rất là nhiều rau củ quả nè. Rồi thịt cá hải sản ở đây cũng rất là nhiều đây. Ở đây thì ghi thấy đây anh bán rất là lịch sự luôn nè. Ốc thì hải sản thì anh để giá sẵn hết đây. Đây hào ha, sò lông nè, tất cả các loại hải sản đây thì anh bán anh để giá được hết, rất là tiện luôn. Mình vào mình thấy ưng ý là mình mua thôi, không cần phải trả giá làm mất thời gian của hai bên, rất là hay luôn. Một cái bán rất là tiện. Đây cơm nó quá trời trong xuống lớn không. Đây trực biển đi các nơi. Đây thịt đây là thịt nóng mỗi ngày luôn nha. Thấy thấy lấy quầy thịt nóng của chị luôn đây. Đây mỗi ngày luôn nè. Đây một ngày bán mấy con gì? 3 con. 8 con rồi. 8 con à? Ngày 8 con chia mấy? Chia mấy người anh? 8 người. 8 người. Đây chị đang chặt thịt đây. Rồi. Đây. Chị đang nghe thịt đây. Quay những người nào đẹp trai á. Đẹp trai mới quay hả? Bây giờ là mấy con kìa, với mấy ngốc nè, ngày mấy trứng to to. Đây chị đang ra cái chân, cái giò heo đây. Đây. Anh quay em nữa nè, anh này quay em nè. Chào anh trai. Đi chợ gặp mấy anh chị đây rất là vui tính ha. Dạ hello mọi người nha. Tám sáu xin chào tất cả nhé. Đây là hải sản đây. Ghẹ đây là một ký bao nhiêu anh? Ký 400 á. 400. Dạ ba bốn con ghẹ. Sống luôn nha. Sống. Đây tất cả hải sản là ốc hương là 400 nè. Để giá hết, bán rất là tiện lịch sự nha. Mình ưng món nào thì mình mua món đó thôi chứ không trả giá tới cho nuôi làm mất thời gian ha. Rất là tiện luôn. Đây là khu vực cái chỗ cuối chợ, mình chạy lại xíu nha. 28 Bùi Hữu Nghĩa. Dạ 28 Bùi Hữu Nghĩa. 28 Bùi Hữu Nghĩa đây, khu vực này. Ở đây là cua bao ghẹ bao ăn nữa đây. Ở đây là đây tất cả hải sản này rất là nhiều luôn. Dạ. Đây quá trời hải sản rồi. Ở đây bán thì khu này thì thấy rất là lịch sự luôn. Người bán hàng thì người ta để giá rất là công khai luôn nè. Cho nên là khỏi có cự cãi với nhau là giá thấp giá nhiều gì hết. Cứ ưng món nào thì gia đình chúng ta sẽ chọn mua món đó. Đây. Thì chiều thì khu vực này nha, bán hải sản rất là nhiều luôn. Đây thì cái sò lông nồi rất là bự đây. Thì ở đây thì thấy có cái quầy heo nóng nữa đây. Đây là heo nóng mỗi ngày cho gia đình chúng ta luôn đây. Rất là tươi luôn. Đây cô đang đến mùa sườn đây. Ở đây nghĩa chị cắt sườn cân ha. Đây. 6 lạng là cái này 112-110 chị. 110.000, 170 sườn non, mấy trăm gram với vậy? 600. Nhiều quá. Cộng quá. Gan đi, có trăm ngàn thôi, lấy đứa em gái. Mua bán là phải có trả giá chút xíu nha. Tất cả người dân đi chợ của người Việt Nam mình cái thói quen luôn á. Khi mà mua bán thì cũng thích trả giá một xíu. Đây, buổi chiều đây thì thấy có rất là nhiều cái quầy heo nóng ở đây luôn nè. Đây là heo nóng hết đây. Heo nóng mỗi ngày luôn. Quay ổng chửi chết luôn.
Vậy chưa vợ luôn hả? Cho số điện thoại, cho số điện thoại giới thiệu cộng đồng mạng luôn. Đây tuyển vợ luôn nha, rất đẹp trai nha, chủ sạp đây nha. Bà đứng kế bên, bà liếc. Đây đây, vào đây thì khu này nha, khu này là chuyên về về hải sản luôn đây. Khu này là đồ biển, đồ sông, đồ thì có đủ hết luôn đây. Đây tôm mà thấy màu đỏ luôn này, rất là nhiều. Đây quá trời luôn khu vực này. Nhìn là đồ là tươi hết nha, thở oxy hết luôn đây. Chạy oxy rất là nhiều ở đây. Chồng mình chồng á anh em. Không sao, vui mà, có gì đâu. Rất là nhiều luôn. Đây bên khu bên này nha. Đây là lên. Hello, lên móc lên mua đồ nghe, móc lên đây mua đồ, đây bán dễ nè. Rồi, đây là chuyên cái gì vậy? Mình đây là chuyên bán gì? Nhiều hải sản. Ốc, hải sản các loại luôn, tôm nha. Khu vực này. Đây cá này là cá cá kê. Quán kê này luôn đây. Rất nhiều hải sản ở đây. Thấy ở đây là cô bán có cá sông, cá biển luôn nè. Rất là các loại cá luôn. Còn cá này là cá gì hả cô? Dạ. Cá bớp. Cá gì? Cá bớp. Cá bớp. Cá bớp đây. Cá bớp mà nấu canh chua với kho tộ là quá ngon luôn. Dạ, đây rất là nhiều hải sản luôn. Đây để khu vực này. Đây chuyển qua bên đây. Bên đây xem nè. Tôm lội luôn nha. Đây là tôm tươi luôn. Anh có máy gọi là hiệu gì, tên gì, lắc anh gì? Tên của em là Ri Sài Gòn. Ri Sài Gòn. Dạ, đây cái này là tôm này là bao nhiêu một ký hả chị? 180. 180 à. Ri Sài Gòn. Đây bao nhiêu một ký hả? Ký bao nhiêu con một ký? 30 con. 30 con một ký. Quá tươi ngon luôn cả nhà mình. Nhìn thấy đây. Tôm đây. Đặc biệt là chị gái bán buôn bán rất là vui nha. Ri Sài Gòn. Ri Sài Gòn. Đây nha các chị, đây là bán rất là vui tính nha. Cho nên mình vào đây thì không chỉ mình mua hàng đâu mà mình còn có cái cảm giác là thoải mái khi mình đến đây mình mua hàng nữa nha. Không có cảm giác căng thẳng trả giá hay là né qua né lại rồi rất là nhiều nữa. Ở đây cái mâm nó bự đó, anh quay cho tôi đây. Hàng bê tôm tươi rất là tươi ngon luôn đây. Đây. Thì khu vực này nha, cái khu vực này đây. Chợ Hòa Bình đây. Quận 5. Đường Bùi Hữu Nghĩa. Vào đây nữa thì thấy có mấy cái sạp thịt bò đây, chuyên luôn. Ở đây thì thấy chị đang ra thịt bò ở đây. Mình sẽ lấy đi cái phần gân ra nha, họ chừa lại cái phần ngon nhất để bán cho khách. Đây thì chuyên luôn. Sau khi mà mình xử lý cái phần gân đồ thừa ra nha thì nó sẽ ra nguyên cái bò nguyên như thế này đây. Cái này thì tái hay là xào hay là nướng đồ cũng rất là ngon nha. Làm rất là nhanh tay luôn cả nhà mình. Dạ, đây cũng là một cái hiện tượng đây. Hiện tại thì mặt bằng đây là nhà bán hoặc cho thuê đây. Ngay gốc của chợ Hòa Bình luôn, ngay gốc Bùi Hữu Nghĩa với Bạch Phân đây. Thì cái này thì lúc trước là như là cho siêu thị như là Bách Hóa Xanh hay gì đó thuê, thì bây giờ người ta trả lại đây. Rất là nhiều luôn nè. Ở đây phải nói là nguyên một cái căn nhà lớn như thế này đây. Tình hình chung nha, hiện tại thì đi đến khu vực nào thì cũng thấy cái viễn cảnh là bán và cho thuê này rất là nhiều đây. Đây buổi chiều đây. Ngay cái đầu chợ luôn, ngay góc bên hông chợ nha. Tạp hóa bánh kẹo Kim Dung đây cả nhà mình. Thì ở đây buổi chiều là bán rất là đông khách luôn. Mặc dù đã tối rồi mà các chị là phải nói là làm liền tay luôn nha. Rất là đông đây. Ở đây rất nhiều luôn nè. Gia đình mình thấy là khách vào đây người ta lựa rất là đông luôn. Tất cả luôn nha. Từ bánh cho em nhỏ nè, rồi cho ba mẹ nè, rồi bánh mứt tất cả các loại luôn. Thì ở đây rất là nhiều đây. Cả nhà mình thấy đây quá trời luôn, đầy đủ luôn nè, các loại khô ha, loại khô đây rất là nhiều. Bánh ở đây
cả một nhà hàng đây. Thì buổi chiều này thì gia đình chúng ta thấy rồi thì các chị cũng tranh thủ ha, mua ít bánh mứt về rồi nhâm nhi buổi tối vừa ăn bánh vừa xem TV ha. Đây, đây rất là nhiều luôn này. Đây là nguyên một giỏ hàng của chị đã chọn đây. Chị đã chọn rồi một cái giỏ hàng này rất là nhiều, nhiều luôn. Đây, khu vực này gia đình chúng ta thấy rất là nhộn nhịp luôn.